Ngọc Thơ, Thời báo Chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hai bệnh viện đã khánh thành nhưng vẫn đắp chiếu trong khi hệ thống y tế đang quá tải AFA Tiếng Việt ngày 14 tháng 6 loan tin hai bệnh viện nghìn tỷ ở Hà Nội khánh thành 5 năm vẫn còn đắp chiếu Theo đó, cơ sở 2 của hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức có tổng mức đầu tư lên đến trên 10.000 tỷ đồng đã được triển khai xây lắp 90% nhưng lại đắp chiếu gần 5 năm qua vì vướng mắc thanh toán, hình ảnh bản tin trên AFA. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho truyền thông hay tin trong ngày 14 tháng 6, đồng thời xác nhận đây là việc tồn tại đã khá lâu rồi. AFA dẫn lời Bộ trưởng Lan cho hay, hiện nay một tổ chức công tác gồm thành viên của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng phương án để báo cáo lên chính phủ, đề xuất các giải pháp làm sao cho nhanh chóng nhất đưa các bệnh viện này vào sử dụng. Phương án này đã được trình chính phủ. Sở dĩ hai cơ sở trên đã hoàn thành xây lắp đến 90% nhưng bà Lan cho biết do vướng mắc trong quá trình thanh toán và trong đó có một số cơ chế phải chính phủ quyết định thì mới có thể giải quyết được vướng mắc, giúp bệnh viện sớm hoàn thiện đưa vào phục vụ. AFA cho biết cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đều có quy mô 1.000 giường mỗi viện, tổng mức đầu tư của mỗi cơ sở lên tới 4.500 tỷ đồng. Đây là cơ sở được xây dựng với mục đích giảm tải nhu cầu khám chữa bệnh cho cơ sở 1, được nói là vì quá tải bệnh nhân từ nhiều năm qua. Theo AFA, ngày 21 tháng 10 năm 2018, khu khám bệnh của cả hai cơ sở này đã chính thức được khánh thành. Tuy nhiên, sau đó chỉ có khu khám bệnh của bệnh viện Bạch Mai được đưa vào sử dụng một thời gian từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020 rồi thông báo tạm thời dừng hoạt động. Khu này từng được trưng dụng làm khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19. Trong khi đó vẫn theo AFA, bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 cũng chỉ dừng lại ở các băng khánh thành và chưa từng tiếp nhận bệnh nhân. Theo ghi nhận của tờ Vietnamnet, bệnh viện Bạch Mai đã quá tải xuống cấp trong một bài viết đăng hồi cuối năm 2022, trung tâm thần kinh của bệnh viện này đã bị quá tải với 300 bệnh nhân nội trú mỗi ngày. Mỗi phòng bệnh có 31 giường nhưng luôn trong tình trạng tiếp nhận con số tới hơn 60. Bệnh nhân thì phải nằm ghép. Vào những ngày nắng nóng, mùi hôi thối từ hệ thống thoát nước thải bốc lên nồng nặc Và vào ngày mưa, khu vực sân thì ngập nước. Hình ảnh cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai ở Phủ Lý, Hà Nam đang đắp chiếu. Trang thông tấn xã Việt Nam cho biết thêm, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngay khi bà nhận nhiệm vụ ở Bộ Y tế, Bộ này đã mời Thủ tướng Chính phủ xuống thăm cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập tổ công tác do Bộ trưởng làm tổ trưởng để giải quyết các vấn đề tồn động. Tổ công tác này đã rà soát tất cả các quy định của pháp luật, thực trạng việc triển khai cơ sở 2 của bệnh viện này các gói thầu triển khai thực hiện. Hiện nay, phương án để giải quyết xử lý vấn đề liên quan đến cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đang được báo cáo các cấp có thẩm quyền để xử lý. Đây không phải là một việc dễ dàng. Có những vấn đề chưa có quy định của pháp luật, vì thế cần phải báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết theo quy định. Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin. Trước đó, cuối năm 2014, cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam được khởi công xây dựng và kỳ vọng sẽ là hai bệnh viện hiện đại nhất từ trước đến nay. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có bệnh viện được xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế theo Thông tấn xã Việt Nam. Thực tế từ quá trình xây dựng và đưa vào hoạt động của hai bệnh viện này cho thấy giới chức Việt Nam luôn tự làm rối các hoạt động với những quy định lằn nhằn của pháp luật. Điều này dẫn tới lãng phí nguồn lực và mất cân bằng xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin hai bệnh viện đã khánh thành nhưng vẫn đắp chiếu trong khi hệ thống y tế đang quá tải. Thanh tra và giám sát Thanh tra AFA tiếng Việt ngày 12 tháng 6 có bài bình luận thanh tra chồng thanh tra có giúp xóa được tham nhũng tiêu cực. Hình ảnh bài trên AFA theo đó bộ trưởng bộ công thương việt nam ông nguyễn hồng diên mới đây chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra về quản lý và cung ứng điện của tập đoàn điện lực việt nam evn đoàn thanh tra gồm lãnh đạo các cục liên quan trong bộ công thương thứ trưởng nguyễn sinh nhật tân được phân công trực tiếp chỉ đạo cuộc thanh tra đồng thời cùng với việc thành lập đoàn thanh tra bộ trưởng nguyễn hồng diên yêu cầu lập thêm một đoàn giám sát thanh tra afa cho biết Tuy nhiên, theo AFA, nhiều người cho rằng việc thành lập thêm một cấp như thế là điều không hợp lý, tốn tiền thuế của người dân. AFA dẫn quan điểm của nhà báo Võ Văn Tạo, nói Thanh tra là thanh tra, chứ lại còn có đoàn giám sát thanh tra nữa, mà cả hai đều là do bộ ra quyết định thành lập, thì nó rất lạ lùng, lố bịch và buồn cười. Giả sử đoàn giám sát đó không được sạch sẽ thì càng chết, lại thêm một tầng nấc đè đầu cưỡi cổ nhân dân, tốn ngân sách nhà nước từ tiền thuế của người dân. AFA cho biết mục đích giám sát hoạt động của đoàn thanh tra được nói là nhằm theo dõi nắm bắt được việc chấp hành pháp luật, tuân thủ, chuẩn mực, đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra và ý thức kỷ luật của trưởng đoàn thanh tra cũng như thành viên đoàn thanh tra. Trường hợp phát hiện đoàn thanh tra hay thành viên đoàn thanh tra có hành vi vi phạm pháp luật, trưởng đoàn giám sát thanh tra có quyền xử lý theo thẩm quyền, kiến nghị với người có thẩm quyền xử lý hoặc chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự. Hình ảnh nỗi khổ mất điện mùa nắng nóng AFA dẫn quan điểm của bác sĩ Đinh Đức Long cho rằng trên thực tế cán bộ thanh tra là con người và có những đoàn thanh tra đã bị mua chuột nên kết quả không khách quan. Tôi chỉ hỏi một câu đơn giản, ông Trần Văn Truyền tiền đâu mà ổng xây dinh thự nhiều nghìn tỷ ở Bến Tre trong khi ổng chỉ là thanh tra chính phủ thôi. Tiền đâu mà nhiều thế, rõ ràng là ổng ăn đút lót chứ còn gì nữa. Được biết ông Trần Văn Truyền, nguyên tổng thanh tra chính phủ, người từng giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy Bến Tre, ông và gia đình có sở hữu 6 ngôi nhà ở Bến Tre và một ngôi nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. AFA dẫn bình luận của luật sư Đặng Trọng Dũng cho rằng: "Cái cách làm này cho thấy họ không tin nhau nữa. Họ có cách để bắn tiếng cho nhau biết sự việc nó như thế nào. Mình giả dụ có một đoàn thanh tra công ty điện lực thì đoàn giám sát phía trên có những nhận xét trái chiều lại nhận xét của đoàn thanh tra vừa mới làm nhiệm vụ thanh tra. thành ra việc tổ chức một hệ thống như thế về mặt pháp luật Việt Nam là không thể chấp nhận được. thế nhưng tại sao họ vẫn tổ chức làm như thế? ngay trong cơ chế của nó có những cái tổ chức trồng chéo nhau và gần như là họ có những bộ phận để bên nhau. họ chưa làm gì hết nhưng đã bày binh bố trận để phản bác kết quả thanh tra. nếu họ không đạt được những mục tiêu họ mong muốn Họ cố làm ra vẻ có một cơ chế giám sát quyền lực, nhưng thật ra họ tổ chức như thế để đáp ứng dư luận sôi sục của người dân về công ty điện lực. Hình ảnh mối nguy hiểm do tình trạng mất điện gây ra. AFI cho biết trước tình trạng nhiều địa phương bị cắt điện luân phiên từ đầu tháng 6 vừa qua, đại diện EVN thông tin với truyền thông nhà nước cho rằng việc thiếu hụt công suất khi nhu cầu tăng cao có thể gây ra nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện nên cần cắt điện luân phiên. IFA dẫn lời ông Trần Việt Hòa, cục trưởng cục điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương cho hay, tính đến ngày 6 tháng 6 hầu hết các hồ thủy điện về mực nước chết, riêng thủy điện Lai Châu, Sơn La xuống dưới mức nước chết. Thủy điện Hòa Bình còn nước nhưng chỉ đủ phát điện đến ngày 12, 13 tháng 6 tuy vậy bộ công thương khẳng định đã có nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng điện như việc có nhiều văn bản chỉ đạo đảm bảo cung ứng nguyên liệu than khí cho phát điện AFA cho hay quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin thanh tra và giám sát thanh tra quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d